Xem tuổi làm nhà năm 2021 cho người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 được lộc trời cho, giàu sang phú quý trọn đời. Xin kính chào quý khán giả của Phong Thủy May Mắn. Các bạn thân mến, việc chọn tuổi làm nhà, chọn tuổi đồng thổ, chọn đất hợp tuổi để xây nhà là một việc làm vô cùng quan trọng. Dựa theo quy luật vận động của vũ trụ mà mỗi năm các thiên tinh bay đến từng phương vị khác nhau. Vì vậy, trường khí các thiên tinh gây nên ảnh hưởng trực tiếp đến vận đất, vận người từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ cũng khác nhau. Nắm được quy luật vận động của các thiên tinh và được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy phong thủy nổi tiếng nhất Việt Nam trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt, thể theo nguyện vọng của quý vị khán giả muốn biết năm 2020 xây nhà hướng nào tốt, chọn tuổi nào, động thổ thì cát, xây nhà vào năm tháng ngày giờ nào, và rất nhiều câu hỏi có liên quan đến việc xây nhà trong năm 2021. Phong Thủy May Mắn đã liên hệ với các thầy phong thủy lão làng trong ngành về việc xây nhà năm 2021, được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy Tâm Linh Việt. Hôm nay, Phong Thủy May Mắn tiếp tục ra mắt video hướng dẫn chọn hướng nhà, chọn tuổi làm nhà trong năm 2021. Mời các bạn theo dõi. Trước khi làm nhà đồng thổ, cải tạo, xây, cất sửa sang nhà cửa thì gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 phải xem mình có phạm vào tuổi đại kỵ không, đó là tam tai, hoang ốc, kim lâu. Bởi vì ba tuổi đại kỵ trên nếu gia chủ mà làm nhà thì sẽ bị hạn tam tai. Nếu gia chủ đang phân vân tuổi 1954 xây nhà năm nào chọn vào đúng trùng với tuổi hạn tam tai thì gia đình sẽ gặp nhiều điều xấu và không may mắn, vận xui sẽ đeo bám tất cả mọi người, dễ gặp phải biến cố hay là các tai họa không thể lường trước được. Còn về hạn kim lâu, nếu gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 mà làm nhà, xây cất nhà cửa vào năm kim lâu thì quanh năm ốm đau bệnh tật, sức khỏe suy yếu, sinh khí giảm sút, ngay cả người thân trong nhà cũng bị lây. Còn về hạn hoang ốc, nếu gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 mà làm nhà, xây cất nhà cửa vào năm hoang ốc thì sẽ không được tốt, lạnh lẽo, hoang vắng, giảm sinh khí, dễ bị ma quỷ sống cùng với trong nhà. Thật may mắn, tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 trong năm 2021 không bị phạm kim lâu, hoang ốc hay là tam tai, nên xây nhà thì cực kỳ có lợi. Vì vậy, nếu có điều kiện chọn được đất tốt, ngày tháng, động thổ vượng thì làm nhà trong năm 2021 sẽ rất tốt. Tiếp theo ta sẽ đến vận đất. Theo lưu niên, mỗi năm các thiên tinh đáo đến khác nhau gây nên những ảnh hưởng trực tiếp tới từng hướng và từng tuổi. Xem xét cụ thể như sau. Tuổi Giáp Ngọ 1954 nam mệnh khảm thủy có 4 hướng tốt, đó là Bắc phục vị, Đông thiên y, Nam diên ninh, Đông Nam sinh khí, và 4 hướng xấu là Tây họa hại, Tây Nam tuyệt mệnh, Tây Bắc lục sát, Đông Bắc ngũ quỷ. Còn về hướng Bắc thì gồm có Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay là sửa chữa cần hết sức lưu ý. Tuổi Giáp Ngọ 1954 xây nhà hướng Bắc thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị ra trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổng tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Còn do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn về hướng Đông gồm có Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn nhất của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, những nhà hướng Đông bao gồm tọa Tân, hướng Ất, tọa Canh, hướng Giáp năm 2021 bị phạm vào mộ Long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của Phong Thủy May Mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng Đông. Còn tuổi 1954 Giáp Ngọ xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh hợp được hướng tiên y, thuộc sao Cự môn thổ, Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Còn hướng Nam thì gồm Bó, Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao nhất bạch đáo đến, nhất bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt. Nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng Nam tọa Tý, hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh bị phạm vào mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn nhất của năm. Những nhà phạm mộ Long biến vận khi muốn xây mới vào năm Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 rất tốt. Tuổi Giáp Ngọ 1954 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim. Hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù trụ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Còn về hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa, nhà tọa Tuất hướng Thìn bị phạm vào mộ Long biến phần sát nên càng hung họa, vậy nên những nhà hướng Đông Nam năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Tuổi 1954 Giáp Ngọ Nam mạng ở hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc, hướng Đông tự quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí, dễ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm Tân Sửu những nhà tọa Giáp hướng Canh bị phạm mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt xây được năm nay thì nên xây. Người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 mà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại là sao Lộc Tồn thuộc Thổ, hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ bị tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản trí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù trụ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Còn về hướng Tây Nam gồm có Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, Thái Tuế, Tại Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây mới hay là sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Tân, tọa Sửu hướng Mùi phạm mộ Long biến vận sát không nên xây mới, sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành thì quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Giáp Ngọ 1954 xây nhà hướng Tây Nam thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào Tuyệt Mệnh, mà Tuyệt Mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tự quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Ngọ 1954. Hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu phạm mậu Kỷ Đô Thiên Sát, Ngoài ra những nhà tọa thìn hướng tuất, tọa tốn, hướng càn, phạm, mậu long, điếm vận sát, nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa gì. Nếu thực sự cần thiết phải làm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi Giáp Ngọ 1954, nam mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng. Mà lục sát là sao Văn Khốc thuộc Thủy, tưởng quái là khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của Phong Thủy May Mắn để được tư vấn trực tiếp. Còn trong trường hợp mà gia chủ đã tuổi Giáp Ngọ đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Hướng Đông Bắc gồm Ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ năm Tân Sửu 2021 bị phạm Thái Tuế là sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Với năm bảng Giáp Ngọ 1954 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào Ngũ Quỷ, mà Ngũ Quỷ là sao Liêm Trinh thuộc Hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái thì khó dạy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện nên bán đi mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu thì nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 đang ở nhà hướng Đông Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Với người nữ mệnh sinh năm 1954 Giáp Ngọ Cấn Thổ có 4 hướng tốt, đó là Đông Bắc Phục Vị, Tây Bắc Thiên Y, Tây Diên Niên, Tây Nam Sinh Khí và 4 hướng xấu đó là Nam Họa Hại, Đông Nam Tuyệt Mệnh, Đông Lục Sát, Bắc Ngũ Quỷ. Về hướng Đông Bắc gồm có Ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Tân Sửu 2021 bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Tuổi Giáp Ngọ 1954 xây nhà và ở hướng Đông Bắc thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng được vùng vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung. Nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu, nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Còn xét về hướng Tây Bắc thì gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm Tân Sửu phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Ngoài ra những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn, hướng Càn phạm Mộ Long biến vận sát, nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi Giáp Ngọ 1954 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được Thiên Y, thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Còn về hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm Tân Sửu những nhà tọa Giáp hướng Canh bị phạm Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay là sửa chữa bất kể là bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị được về kinh tế tốt thì nên xây nhà vào năm nay. Tuổi Giáp Ngọ năm 1954 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tự quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu cảm thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc hơn. Còn về hướng Tây Nam gồm Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, Thái Tuế, Tại Sửu, những nhà tòa Sửu hướng Mùi không nên xây mới hay sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tòa Dần hướng Thân, tòa Sửu hướng Mùi phạm mộ Long biến vận sát nên xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tòa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Giáp Ngọ 1954 nữ mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc, hướng Đông tự quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn về hướng Nam gồm có Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao Nhất Bạch đáo đến, Nhất Bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng Nam tọa Tý, hướng Ngọ, tọa Quý, hướng Đinh năm 2021 bị phạm vào mộ Long biến vận sát, mộ Long theo hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm mộ Long biến vận khi muốn xây mới năm 2021 Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng phong thủy để hóa giải. Còn nhà tòa Nhâm hướng Bính xây mới năm 2021 rất là tốt. Người tuổi Giáp Ngọ mà ở nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng bị phạm họa hại là sao Lộc Tồn thuộc Thổ, hướng Tây Nam tự quái là Khôn, chủ vì tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản trí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng bàn hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng hoai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Còn hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thủ xây mới. Hơn nữa, nhà tọa Tuất hướng Thìn bị phạm vào mộ Long biến vận sát nên càng hung họa. Vậy nên những nhà hướng Đông Nam năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Tuổi Giáp Ngọ 1954 xây nhà hướng Đông Nam thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim tự quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Giáp Ngọ 1954 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Đông Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Tiếp theo đó là hướng Đông gồm Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát tam sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, những nhà tọa hướng đông bao gồm tọa tân hướng ất, tọa canh hướng giáp năm 2021 bị phạm vào mộ long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này thì cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của Phong Thủy May Mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng đông. Tuổi Giáp Ngọ 1954 nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tường quái là khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của Phong Thủy May Mắn để được tư vấn trực tiếp. Còn trong trường hợp mà gia chủ tuổi Giáp Ngọ đang ở nhà hướng đông rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Hướng Bắc gồm 3 sơn Nhâm, Tý, Quý 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Năm 2021 hướng Bắc là tốt nhất để xây mới, vì vậy nếu có điều kiện thì anh chị hãy tận dụng xây mới trong năm nay. Với nữ mạng Giáp Ngọ xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ vì nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Giáp Ngọ 1954 đang ở nhà hướng Bắc cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Năm 2021, Tân Sửu hầu hết các hướng đều phạm mộ long biến vận sát. Mộ long biến vận sát là sát khí của hồng phạm ngũ hành khi nạp âm của thái tuế khắc nạp âm của mộ vận long, tọa của nhà. Điều này qua thực nghiệm thấy thì khi phạm phải sát này thì tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí của gia đình, quan vận sự nghiệp thì chắc trở ly hương. Năm 2021, Tân Sửu nạp âm thái tuế là thổ khắc mộ vận thủy Nhâm Thìn, nạp âm thủy các sơn Giáp, Dần, Thìn, Tốn, Tuất, Khảm, Tân, Thân, Sửu, Quý, Khôn, Canh, Mùi. Vào năm 2021 thì không khai sơn lập hướng. Thái tuế sát là tối đẳng thượng thần, là thần sát thượng đẳng nhất trong năm, bất nghi xâm phạm. Đây cũng chính là vị trí của sao mộc trong hệ thiên tinh, uy lực mãnh liệt, do đó phạm vào thị phi, quan tai, tật ách, nặng thì ảnh hưởng đến tính mạng. Năm Tân Sửu 2021, thái tuế tại phương Đông Bắc, chính vị trí Sửu chỉ là bản nên không xây mới hệt, tu tạo sửa chữa những nhà hướng Đông Bắc bất kể là bạn tuổi gì. Còn về tam sát, đó là kiếp sát, tai sát, tuế sát, năm Tân Sửu 2021 lưu vào phương Đông Bắc, Đông, Đông Nam với ba sơn Dần, Mão, Thìn. Chủ tai họa là sát khí của năm cần phải kiêng kỵ xây nhà mới, phần tọa phạm những sát này. Bởi khi phạm tam sát sẽ gây họa đến đồng thời cả ba loại sát một lúc, tác hại vô cùng lớn. Năm 2021, Tân Sửu những nhà có sơn Dần, Mão, Thìn không xây mới, cũng hạn chế tu tạo sửa chữa phương này, tránh tai họa. Còn về Mậu Kỷ Đô Thiên, Mậu Kỷ Đô Thiên sát từ trung cung khí sát của thiên can Mậu Kỷ thì hàng năm con ong không bay về phương Mậu Kỷ tìm mật. Mậu Đô Thiên sát nam mệnh, Kỷ Đô Thiên sát nữ mệnh, đặc biệt kiêng tháng Mậu Kỷ Đô Thiên, tai họa là lớn nhất. Còn năm 2021, Tân Sửu Mậu Đô Thiên tại Tuất, Kỷ Đô Thiên tại Hợi, nhà hướng Thìn, Tỵ tuyệt đối không được xây mới vào tháng Tuất, Hợi, đó là tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Còn về ngũ hoàng đại sát cũng là sát khí của trung cung, là khí của Mậu Kỷ đến hướng, đây là thiên khí sát vận đại hung, không thể xâm phạm. Không khai sơn lập hướng hay là tu tạo. Nếu phạm phải khí này, nặng thì mất người, nhẹ thì ôn tật, thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổn hại quan vận, sự nghiệp trắc trở. Năm 2021 Tân Sửu ngũ hoàng đại sát đến phương Đông Nam tuyệt đối không xây mới hay tu tạo sửa chữa. Để việc xây dựng được hanh thông may mắn, từng ngàn đời xưa các cùng nhà ta ngoài việc sử dụng xem ngày giờ động thổ còn sử dụng phương pháp trấn trạch chi bảo. Trong phong thủy, trấn trạch chi bảo có nghĩa đảm bảo cho căn nhà cơ quan được vững vàng. Người sống trong nhà được bình an, thịnh vượng, việc trấn trạch còn có mục đích là giữ được nhà, xua đuổi tà ma, chiêu phúc đến cho gia chủ, chặn những điều không tốt vào trong nhà, giúp người ở trong nhà được bình an, may mắn, thâu thu tài lộc. Ngoài phương pháp trấn trạch chi bảo, thầy Gia Cát cùng các thầy trong nghiệp vụ phong thủy và tâm linh Việt cũng tư vấn thêm cho gia chủ sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để tăng cát khí trong ngôi nhà. Còn trong trường hợp gia chủ ở nhà không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, ngũ quỷ, lục sát, tuyệt mệnh, ngoài sử dụng phương pháp trấn trạch trên, gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để hóa giải. Trên đây thì Phong Thủy May Mắn đã hướng dẫn anh chị việc tính toán về việc xây mới, sửa chữa các hướng nhà trong năm 2021 Tân Sửu, cũng như là việc hóa giải khi ở trong nhà không hợp với hướng. Tổng hợp lại, năm 2021 có hai hướng cấm kỵ xây mới hay là sửa chữa, đó là Đông Bắc và Đông Nam. Hướng Bắc xây thì đại cát, các hướng còn lại nếu chọn năm tháng ngày giờ tốt, xây mới hay sửa chữa cũng rất là cát lành. Việc xây nhà và lựa chọn thời điểm, chọn năm tháng ngày giờ động thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem hướng nhà có được không thì chúng ta còn phải xem tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về xem ngày động thổ và tư vấn về bố cục nội thất hợp với phong thủy để hóa giải những hung họa bất ngờ ập tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Phong Thủy May Mắn trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về phong thủy tử vi, tứ trụ bát tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp cho chúng ta có được cuộc sống tốt hơn. Chúc quý vị và các bạn có nhiều may mắn và tài lộc trong cuộc sống.